Tập 41. Thì do ca ca, hôm nay muội tới là để khuyên huynh chúng ta cùng đi nơi nhà Ngoan Ngữ Thiên mới có cơ hội sống sót. Muội đang nói gì? Sao muội lại trở nên tham sống sợ chết? Sao muội lại có thể làm ra những chuyện như vậy? Người sẽ thay đổi, nhất là khi trong tình huống không có cơ hội thắng nào, muội không thể không nghĩ cho bản thân mình. Tiêu Dao ca ca, đừng gọi huynh nữa. Muội đã không còn là thế tử của huynh. Lúc đầu huynh cứ tưởng muội xuất thân tà phái, chí ít còn có lương thiện. Không ngờ huynh đã sai rồi. Không ngờ muội lại quá ích kỷ, quá tàn độc. Huynh thật sự hối hận khi đã quen muội. Huynh càng hối hận kết phu thê với muội. Được rồi, vậy huynh cứ giết muội đi, để trả thù cho sư phụ huynh. Muội tưởng huynh không dám? Được rồi, vô tâm cũng là vì giúp cậu chừa đường lui mới đi vào được sai như vậy. Tiêu Dao Lan, ta nghĩ hay là tha cho cổ đi. Tuy là sư thúc mẫu của cậu bị oan uổng đến chết, e là cũng không thể nhắm mắt được. Nhưng mà ai kêu vô tâm là thê tử của cậu? Không, thù này không trả không được. Cậu đã không còn là thê tử của tôi. Tiêu Dao ca ca có thể chết trong tay của huynh, muội chết không nuối tiếc. Huynh ra tay đi. Tiêu Dao ca ca, huynh đừng sợ, huynh mau ra tay đi. Vô tâm, vô tâm, vô tâm, sao muội lại làm như vậy? Bởi vì muội không muốn để huynh phải khó xử. Huynh nhất định phải tiếp tục sống, trả thù cho sư phụ. Vô tâm, vô tâm, vô tâm, vô tâm, vô tâm, vô tâm, vô tâm. Muội tỉnh lại đi, vô tâm à, vô tâm. À! À! Ai dám chống đối ta sẽ có kết cục như vậy. Ngọn lửa dung nham trong Lăng Kiếm Thành. Nơi đây chính là ngọn lửa dung nham. Không ngờ trong Lăng Kiếm Thành còn có cảnh quan kinh người như vậy. Phải, chính vì lò dung nham này mới có thể đúc ra Lăng Sư Kiếm tử thế vô song. Mau lấy Lăng Sư Kiếm ra đây, xem thử nó có phản ứng gì với dung nham không. Được. Tàng Phong, Tàng, nè, Tàng Phong, Tàng Phong, Tàng Phong, Tàng Phong. Tàng Phong, may mà huynh không bị Lăng Sư Kiếm hút vào dung nham, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được. Vô tâm, vô tâm, xin lỗi, huynh thật sự có lỗi với muội. Sao vậy? Vô tâm làm sao? Vô tâm đã bị tôi giết rồi. Huynh đã giết vô tâm rồi. Huynh, tôi đã giết vô tâm để trả thù cho sư thúc của tôi, cứu bá tánh của Lăng Kiếm Thành. Tiêu Dao Lan ơi, Tiêu Dao Lan, sao huynh lại hồ đồ như vậy? Tại sao cậu với sư thúc của huynh cũng bị ai uy hiếp, bị ai sai khiến, chúng ta đều không biết gì hết? Sao, sao huynh lại? Tôi vì nghĩ cho đại cục mới đại nghĩa diệt thân. Tiêu Dao Lan, thi thể của Vô Tâm đâu? Ở bên cạnh sư thúc tôi. Vì ma kiếm này, người bên cạnh của chúng ta từng người gặp tai họa.
vô tội bị liên lụy vào. Tạng Phong, muội nghĩ chuyện của Ma Kiếm chúng ta để sao hãy nói. Chúng ta trở về an táng họ có được không? Nói rất đúng, người chết lớn nhất. Chúng ta an táng cho họ đi. Khoan đã, vừa rồi ta nhìn thấy Tiêu Dao Lan trong cơn tức giận giết chết Vô Tâm, trong lòng ta cũng rất buồn. Nhưng mà nguy cơ sắp sửa đến gần chúng ta, tất cả chúng ta nhất định phải phấn chấn lên, toàn sức nghênh địch để tránh nhiều sinh mạng phải gặp bất trắc hơn. Ma Kiếm liên quan đến vận mệnh của thiên hạ, chúng ta đâu thể vì lòng dạ của đàn bà không phân nặng nhẹ. Lúc này chúng ta nên quá bi thương thành sức mạnh, bỏ cái tôi để lo việc chung. Mọi người có biết không? Louis à, cô và Vô Tâm có tình sư tỷ muội, cách nghĩ của cô ta hoàn toàn có thể hiểu được. Được rồi, bây giờ chúng ta ở lại tiếp tục nghiên cứu Lăng Sơn Kiếm. Còn về chuyện của Vô Tâm, cứ để Tiêu Vô Lan xử lý đi. Tiêu Vô Lan, cho dù Vô Tâm phạm phải sai lầm như thế nào, dù sao cô cũng là thê tử của cậu, cậu nhất định phải an táng cô ấy cho đàng hoàng, có biết hay không? Tôi biết. Ừ. Tàng Phong à, Tàng Phong. Hả? Con có thu hoạch được gì không? Thanh Lăng Sơn Kiếm phản ứng mạnh như dung nham, đã đến phạm vi con không thể khống chế được. Xem ra Ma Kiếm rất có khả năng giấu trong dung nham này. Vấn đề là chúng ta phải làm sao để lấy nó ra. Không lấy được Ma Kiếm, Quan Ngự Thiên vì vậy cũng bó tay hết cách. Con lại cho rằng đối với giang hồ mà nói, chẳng lẽ không phải là một việc tốt sao? Con nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Ngày huynh hoặc thủ tâm sắp đến, có nghĩa là chiến dịch này sẽ không thể tránh được. Đại bá, người có ý gì? Ta tin Quan Ngự Thiên, hắn sẽ nghĩ hết mọi cách, bất chấp thủ đoạn để lấy được Ma Kiếm này. Nhưng ngọn lửa dung nham này không ai có thể vào được, thì làm sao lấy được Ma Kiếm đây? Nhất định phải có cách, chỉ là bây giờ chúng ta chưa nghĩ ra mà thôi. Chánh khí khai phong, tâm kiếm hợp nhất, thổi quyết khai phong, Ma Kiếm vô địch. Đại bá nghĩ được điều gì? Thì ra là như vậy. Trong châm ngôn 16 chữ mà Thiên Cơ Nhị Thập Ngũ đã lưu lại có nhắc đến thổi quyết khai phong, Ma Kiếm vô địch. Vậy có nghĩa là nhất định phải hy sinh một người, Ma Kiếm mới có thể xuất hiện được. Đại bá, người muốn nói phải dùng tính mạng con người để tế dung nham, đổi lấy Ma Kiếm mà. Không sai, cần phải bỏ một người vào trong đó mới được. Sinh mạng quý giá, đâu có thể tùy ý hy sinh. Trong Lăng Kiếm Thành này có rất nhiều binh sĩ liều mạng vì kế thiên hạ chúng sinh, hy sinh một người thì có sao đâu. Ông trời có đức hiếu sinh, đâu có thể giết người lấy kiếm. Đây là việc nghịch thiên hành đạo, chúng ta tuyệt đối không thể làm như vậy. Tàng Phong. Tiền bối, thứ giảng bối vô lễ. Giảng bối xưa nay cho rằng tiền bối có lòng nhân đức, trưởng giả nhân nghĩa, thương tiếc chúng sinh. Này nói ra lời này thật không giống tác phong của người. Ta chỉ là vì nghĩ cho đại cục, nếu như chúng ta cố chấp không chịu hy sinh một người mà khiến giang hồ sa vào tai ương lầm than, vậy không phải là quá cổ hủ hay sao? Vậy nếu Ma Kiếm không ở trong dung nham, nếu như châm ngôn của Thiên Cơ Nhị Thập Ngũ sai lầm, hoặc là sau khi lấy được Ma Kiếm hoàn toàn không giải trừ được nguy nan, vậy người vào trong dung nham không phải hy sinh quan uổng sao? Đại bá, Louis nói không sai, chúng ta kiên quyết không thể xem thường mạng người. Vậy nghĩ thêm cách khác đi.
Thì ra Liễu Như Thần tiền bối đã hỏa táng thi thể rồi. Sư thúc, sư thúc mẫu, cô đang làm gì vậy? Làm gì? Chẳng qua chỉ là người làm thê tử nấu bữa cơm cho trưởng phu mình thôi. Tôi đang nghĩ nếu như chúng ta đã thành phu thê, tốt xấu cũng phải dung đắp thêm tình cảm. Dung đắp tình cảm? Tôi nghĩ dung đắp thù hận thì còn tạm được. Nè, ăn một miếng cáp vàng kho tôi cố ý làm cho Quynh đi. Tôi làm sao biết cô có bỏ độc vào món ăn hay không? Cho dù là không, tôi cũng không cần ăn những món cô nấu. Vì sao? Thật là đáng tiếc. Đây là món mà tôi học được của Lưu Y đó. Lưu Y? Cô học Lưu Y nấu ăn từ lúc nào? Quynh quên rồi sao? Tôi ở Thực Thần Cư một thời gian, không theo được Tàng Phong, nhưng nấu nướng lại tiến bộ không ít. Hôm nay tôi cố ý nấu cho Quynh ăn là muốn để Quynh biết Bái Ngọc Nhi này không hề thua Lưu Y. Nhưng cô lấy món ăn của Lưu Y để mượn qua kính Phật, có khi nào lầm đối tượng hay không? Thời gian này tôi đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Tôi nghĩ là nếu như chỉ nghĩ đến tình yêu không có kết quả, chi bằng nắm thật chặt những thứ mình hiện có. Nè, ăn thử đi. Có ngon không? Ngon lắm. Rất ngon. Món ăn của Louis đúng là thiên hạ vô song. Trong lòng Quynh ngoài Lưu Y ra còn có người khác hay không? Quynh có biết là những món ăn này tôi phải bỏ bao nhiêu tâm tư mới làm được không? Cô tưởng mình là ai? Chẳng qua cô chỉ bắt chước làm thôi, có gì hay chứ. Chỗ cao minh thật sự của Lưu Y chính là món ăn mà cổ truyền thụ cũng có thể khiến cho người ta nhớ tới cổ. Thật ra có chỗ nào không giống? Đương nhiên là không giống. Món ăn cô làm mặc dù rất ngon nhưng mà không có tình cảm. Đừng tưởng tôi không biết mục đích của cô đến Chí Tôn Minh. Nói thẳng ra chẳng qua là tìm thời cơ trả thù, thậm chí khôi phục thần quả giáo của cô. Tôi dựa vào đâu? Quynh có phần đánh giá cao tôi quá rồi. Cô chịu nhịn nhục nuốt giận, chịu khổ chịu nhục đến Chí Tôn Minh thì có nghĩa là cô có đủ dũng khí và dạ tâm. Tôi tuyệt đối không đánh giá thấp cô. Lịch sử nằm gai nếm mật cho tôi biết, nếu như có người muốn làm câu tiễn, tôi quyết không thể làm phù sai. Quynh có chứng cứ không? Dựa vào đâu bôi nhỏ thành ý của tôi đối với Quynh? Chứng cứ? Thôi đi. Thật ra cô chỉ ước giết được tôi. Cô chỉ đang chờ cơ hội. Một khi cơ hội chín mùi, nói không chừng đao đầu tiên giết tôi và Quan Ngự Thiên chính là cô. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người thật sự đánh giá cao cô chính là bản thân cô. Cô tưởng là dâng ra vài ba ân cần và cả công phu quèn của cô thì có thể trả được thù. Tôi khuyên cô hãy bỏ ý định đó đi. Cả đời của cô cũng không có cơ hội đâu. Quynh thật sự cho rằng tôi không giết được Quynh sao? Cô có thể thử xem. Tôi để cho cô biết cái gì gọi là người ngốc nói mê. Ha!
Sao vậy? Không nỡ giết thê tử xinh đẹp của Quynh sao? Cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô không đủ sức hấp dẫn vậy đâu. Vậy tại sao không ra tay? Tôi hỏi cô, vừa rồi cô dùng là võ công gì? Là tuyệt học đã thất truyền từ lâu của Võ Lâm, Đản Khí Thập Kiếm. Thế nào, chưa từng thấy sao? Thì ra là vậy. Được, tôi không những không giết cô, trái lại sẽ cho cô một cơ hội. Là ý gì? Tôi thay đổi tâm ý. Võ công của cô trở nên mạnh chưa chắc không phải là việc tốt. Đối với tôi, cô còn giá trị lợi dụng. Chẳng lẽ Quynh muốn tôi theo Quynh giết chết Tàng Phong? Sai. Tôi muốn cô thay tôi trừ khử Quan Ngự Thiên. Quynh muốn giết nghĩa phụ của Quynh, Nhậm Thiên Hành. Quynh không những lòng dạ độc ác mà còn là tiểu nhân đê tiện. Vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, cho dù là cha ruột của mình thì đã sao? Vô độc bất trưởng phu. Quynh đúng là ác đến cực điểm. Quan Ngự Thiên nuôi dưỡng Quynh coi như là ổng mồ mắt chó. Cô không có tư cách mở miệng nhân nghĩa đạo đức với tôi. Lòng của Tư Mã Chiêu người người đều biết. Cô đến Chí Tôn Minh cũng không có bụng dạ tốt lành gì. Chúng ta trong lòng đều biết rõ, chúng ta có chung kẻ thù. Giết Quan Ngự Thiên, cô trả thù của cô, tôi làm Võ Lâm Chí Tôn của tôi. Chỉ sợ Quan Ngự Thiên võ công cao cường, cho dù chúng ta liên thủ cũng không thắng được một nửa của ổng. Cô yên tâm, cho dù võ công có cao cường thế nào cũng có nhược điểm. Tứ quyệt của Quan Ngự Thiên chính là khí hải quyệt, chỉ cần có thể phá vỡ tiên thiên can khí của ổng, giết chết Quan Ngự Thiên hoàn toàn không khó. Huống hồ gì tôi còn biết một bí mật của Quan Ngự Thiên. Bí mật? Mỗi khi đến ngày trăng tròn chính là lúc Quan Ngự Thiên mất hết võ công. Tới lúc đó chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta ra tay. Thiên hạ là của chúng ta. Tôi không cần. Vậy cô cần gì? Yến Tàng Phong. Được, cô yên tâm. Chờ tôi làm Võ Lâm Chí Tôn, tôi sẽ tặng Yến Tàng Phong cho cô. Còn người tôi cần là Louis. Vô Tâm, xin lỗi, là Huynh đã hại chết muội. Xin lỗi. Vô Tâm. Vô Tâm, Vô Tâm, cậu chết đi rồi thì cậu phải sa đọa như vậy? Ta nghĩ cậu cũng nên chết theo cổ đi mới phải. Đúng, tôi nên chết đi. Tôi nên đi tìm Vô Tâm. Cậu thật sự muốn chết như vậy sao? Là thật, tôi thật sự muốn chết. Được, bây giờ ta sẽ dẫn cậu đến một nơi. Lão già, cô nằm lâu như vậy vẫn chưa tỉnh, có khi nào có vấn đề gì không? Tôi vừa kiểm tra mạch của cô, rất ổn định, không thể có chuyện gì đâu. Ê, cô tỉnh rồi. Vô Tâm à, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Tiền bối, đa tạ hai vị. Là bọn ta phải cảm tạ cô, để bọn ta biết được bộ mặt thật của Liễu Như Thần. Phải đó, nếu như không phải cô bày kế này, bọn ta còn không biết bị tên khốn đó lừa gạt bao lâu nữa. Chỉ là con không ngờ được Liễu Như Thần quá tàn độc, muốn thiêu chết hai người. Thiếu chút nữa con đã hại hai vị tiền bối rồi. Trời ơi, kế hoạch có hoàn mỹ hơn cũng có mạo hiểm. Vì vậy cô tuyệt đối đừng tự trách. Nhưng mà tôi có vài chỗ không hiểu được cái lão bà này. Từ lúc nào mà bà phát hiện được Liễu Như Thần có vấn đề? Và cũng từ lúc nào hai người thông đồng với nhau vậy hả?
Thật ra ngày đó khi Liễu Như Thần dẫn Vô Tâm trở về, tôi đã cảm giác được Liễu Như Thần đối với Vô Tâm thái độ không được ổn lắm. Hơn nữa trong lời nói của hắn đối với Vô Tâm có giọng điệu uy hiếp, cho nên tôi đã âm thầm đi tìm Vô Tâm. Con biết với lời nói phiếm diễn của con không thể khiến người ta tin được, nên con đã xin tái tay thi tiền bối xúi dục người để người tìm Liễu Như Thần thử chuyện của Mộng Nguyễn Vô Cực. Nên Liễu Như Thần quả nhiên mắc bẫy lấy Mộng Nguyễn Vô Cực ra. Do đó tôi chắc chắn Liễu Như Thần nhất định có vấn đề, hành động này sẽ dẫn đến ý định giết người của hắn. Hôm qua Vô Tâm nói với tôi Liễu Như Thần ép cổ giết chúng ta. Tôi và Vô Tâm bèn tương kế tựu kế bày ra cái bẫy này. Thì ra là trà bổ khí mạnh gân của cho bọn ta uống là thuốc giả chết đó hả? Đó là bí phương độc môn của sư phụ con, Nguyên Tức Đồng Bì Phấn. Uống vào toàn thân sẽ cứng đờ, không còn hơi thở. Mặc dù có ý thức nhưng mà bề ngoài không khác gì người đã chết. Cần phải chờ sau 6 canh giờ mới có thể cử động như bình thường. Nhưng mà con không ngờ Liễu Như Thần lại muốn thiêu chết hai người. Ép con chỉ đành ra mặt ngăn cản. Thật ra cô đi bước này mới là mạo hiểm. Trước đó con cũng đã uống Quy Tức Đồng Bì Phấn, bởi vì con biết Liễu Như Thần nhất định sẽ trừ khử con. Vì vậy con chỉ dám cược với ổng hai chuyện. Hai chuyện gì? Một, Liễu Như Thần giỏi về mượn đau giết người, chắc chắn ổng sẽ mượn tay của Tiêu Gia Ca Ca giết con. Hai, Tiêu Gia Ca Ca sẽ niệm tình phu thê, không dốc hết sức tổn thương con. May quá may quá, hai chuyện này đều bị cô dùng mạng cược trúng. Xem ra chuyện này phải mau chóng để Tàng Phong biết. Nếu như không, Liễu Như Thần tiếp tục âm thầm làm bậy, e là tất cả chúng ta đều bị nguy hiểm. Không được, con người Tàng Phong trọng tình, Liễu Như Thần thấy huynh ấy từ nhỏ tới lớn, lại cứu huynh ấy mấy lần, tình cảm sâu nặng không cần nói. Bây giờ chúng ta không bằng không chứng, sao có thể khiến Tàng Phong tin đại bá mình lại là người như vậy? Nếu khinh suất nói ra, không chỉ gây thêm hiểu lầm và nghi ngờ cho mọi người, hơn nữa còn sẽ ép Liễu Như Thần ra tay trước, đối với chúng ta đều rất bất lợi. Phải đó, lúc trước Vô Tâm chính là ví dụ rồi. Mọi người đã hiểu lầm cổ thời gian dài. Đúng. Vô Tâm nè, lão phu xin tha tội với cô. Tiền bối, người đừng nói như vậy mà. Nè, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chi bằng cứ để Liễu Như Thần thật sự nghĩ rằng chúng ta đã chết, vậy dễ hành động hơn. Hay là như vậy, hãy cứ để ta lén vào Lăng Kiếm Thành trước, âm thầm quan sát Liễu Như Thần, theo dõi nhất cử nhất động của hắn, sau đó chúng ta mới tìm ra đối sách ứng phó. Cũng được, biết mình biết ta mới trăm trận trăm thắng. Lão bà nè, vậy Vô Tâm tôi giao cho bà nghe. Biết rồi. Tiền bối. Hả? Có chuyện gì? Con muốn nhờ người giúp con để ý Tiêu Dao ca ca. Bây giờ huynh ấy chắc chắn trong lòng rất buồn, con sợ huynh ấy làm chuyện ngu ngốc. Ta biết rồi. Tiêu Dao ca ca, Vô Tâm vẫn chưa chết, huynh tuyệt đối đừng tự trách mình, đừng buồn lòng, đừng nghĩ quẩn nha. Tiêu Dao Lan, nơi đây là thế giới cực lạc thông đến Tây Phương, từ đây nhảy xuống cậu sẽ nhanh chóng có thể gặp mặt được Vô Tâm. Vô Tâm, Vô Tâm cổ đang ở đâu? Cổ đang ở trong một thế giới khác, cổ đang khổ sở chờ cậu, đang nhớ đến cậu đó. Vô Tâm à, muội chờ huynh, huynh sẽ lập tức đến tìm muội. Huynh phải tiếp tục sống, trả thù cho sư phụ. Không được, mình không thể chết. Vô Tâm đã căn dặn mình phải sống thay cho cổ. Sư thù chưa trả, trách nhiệm cứu giúp chúng sinh vẫn còn trên vai. Mình không thể tự nhiên lãng phí sinh mạng, mình không được.
Lui, đang nghĩ gì? Sao nét mặt mùi kỳ lạ vậy? Hôm nay ở chỗ Dung Nham, mùi cảm thấy Liễu Như Thần tiền bối rất kỳ lạ. Bình thường ông không phải là người có mảng người như cỏ rác, nhưng mà hôm nay khi huynh từ chối ném người vào Dung Nham, mùi nhìn thấy trên mặt của ông sự tức giận mà trước giờ mùi chưa từng nhìn thấy. Đại bá có vấn đề gì sao? Mùi cũng hy vọng bản thân mình nghĩ quá nhiều, nhưng từ sau khi Vô Tâm trở về đã xảy ra rất nhiều chuyện, giống như phía sau có một sức mạnh đang thúc đẩy. Mùi cũng không biết là tại sao, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ. Mấy ngày nay liên tục xảy ra nhiều chuyện mà mọi người đều không muốn nhìn thấy. Mùi quá mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa ha. Kéo hồ luôn. Dù đẹp đủ màu đi. Bắt bàn tàu đi. Gà dầu đây. Hồ lô đây. Gà thả giường đây. Dù đủ màu. Có tin của Louis không? Khai bóng thành chủ, thuộc hạ đã phái mấy chục võ sĩ tìm kiếm trong thành, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích của Louis cô nương. Louis có thể đi đâu đây? Tàng Phong, sự tình không hay rồi. Đại bá, đã xảy ra chuyện gì? Ta vừa nhận được tin tức Quan Ngự Thiên phái người bắt Louis đi rồi. Cái gì? Quan Ngự Thiên bắt Louis đi rồi? Quan Ngự Thiên quả nhiên đã ra tay. Ngay Quỳnh hoặc Thủ Tâm từ từ đến gần, đúng lúc chúng ta đang cần nhân tài, tuyệt đối không để hao binh tổn mã được. Quan Ngự Thiên lần này chắc chắn hắn sẽ hành động, e là chúng ta lành ít dữ nhiều rồi. Người Quan Ngự Thiên muốn tìm là con, chỉ có con đích thân ra mặt mới có thể cứu Louis mà thôi. Nhưng mà con là thành chủ của Lăng Kiếm Thành, nếu con rời khỏi đây, mọi chuyện lớn nhỏ ở đây ai sẽ xử lý đây? Có đại bá thì con đã yên tâm. Vậy chỉ có người mới có thể cứu Lăng Kiếm Thành. Được rồi, ta hứa với con. Nhưng mà Chí Tôn Minh phong bị nghiêm ngặt, một mình con đi thật sự quá nguy hiểm. Hay là để Tiêu Vô Lan đi cùng với con đi? Cũng được. Tứ đại kiếp sứ nghe lệnh. Dạ. Dạ. Kể từ hôm nay sẽ do Liễu Như Trần tiền bối tạm thay chức vị thành chủ. Các ngươi phải hoàn toàn nghe lệnh của người, không được sơ sót. Dạ. Đại bá, Lăng Kim Thành phải phiền người bận tâm rồi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ dốc sức bảo vệ tốt Lăng Kim Thành. Làm phiền đại bá. Tứ đại kiếm sứ. Có thuộc hạ. Trước mắt có một nhiệm vụ cần do các ngươi hoàn thành. Xin tiền bối căn dặn, thuộc hạ xông phá khói lửa cũng quyết không từ nan. Rất tốt, đi theo ta. Dạ. Chiến dịch cuối cùng của Võ Lâm chuẩn bị triển khai, bá tánh cũng sẽ rơi vào vực sâu giả kiếp bất phục. Nhưng người dân thì có tội gì?
Những tai ương này lẽ ra không nên rơi xuống đầu của họ. Tiền bối nói với chúng tôi những lời này có dụng ý gì sao? Cứu giúp chúng sinh ai cũng có trách nhiệm. Hôm nay ta gọi các ngươi đến đây chính là hy vọng các ngươi có thể vì sự bình an của võ lâm tận sức lực nhỏ nhoi của mình. Thuộc hạ không hiểu ý của tiền bối, xin tiền bối chỉ rõ. Trong này có giấu một thanh kiếm. Ma kiếm này có liên quan đến sự tồn vong của võ lâm. Thổi quyết khai phong, ma kiếm vô địch. Cần phải có người hy sinh bản thân mới có thể lấy được thanh kiếm này. Ý của tiền bối là kêu tôi nhảy vào dung nham để ma kiếm xuất hiện hay sao? Ngươi có chịu làm hay không? Vì Lăng Kiếm Thành, thuộc hạ dĩ nhiên chết không hối tiếc. Nhưng mà lấy ma kiếm sự việc trọng đại, thuộc hạ cho rằng hay là chờ thành chủ về mới xin thành chủ định đoạt. Lộc Kiếm Sứ, ngươi không tin ta? Trong Lăng Kiếm Thành tôi chỉ tin một mình thành chủ. Rượu kính không uống, uống uống rượu phạt. Ta nghĩ các ngươi đều muốn chết hết rồi. Tiền bối, không phải ý này. Vậy các ngươi chỉ có con đường chết thôi. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ cách của ta không đúng hay sao? Nghĩa phụ, ngày huỳnh quạt thủ tâm sắp đến gần, ma kiếm sẽ xuất hiện. Coi bộ thời cơ đã chín mùi. Bây giờ nên là lúc chúng ta chuẩn bị chiến sự, công đánh vào Lăng Kiếm Thành. Nhưng không phải nghĩa phụ từng nói công đánh Lăng Kiếm Thành là kế chia rẽ của Liễu Như Thần? Tại sao bây giờ lại quyết định xuất binh? Chần chừ không đánh, ta e là trúng bẫy của hắn. Nhưng cuộc chiến này nguy cơ trùng trùng, người ta đang lo lắng là con. Con? Con có gì để cho người lo lắng? Ta muốn đem một phần công lực của ta truyền thụ cho con, nâng cao năng lực tác chiến của con, giúp con tự bảo vệ không bị tổn thương. Lão hồ ly quan ngự thiên thật ra đang giở trò gì? Sao ông lại tốt bụng truyền công lực cho mình? Nói không chừng là muốn thừa cơ phế võ công của mình. Mình phải cẩn thận đề phòng mới được. Sao hả? Con đang nghĩ gì? Không có gì. Con chỉ đang nghĩ nghĩa phụ là tinh thần sở tại của Chí Tôn Minh, an toàn của nghĩa phụ là trên hết. Vì vậy con không dám chấp nhận ý tốt của nghĩa phụ. Vậy à? Con hiếu thảo vậy sao? Nghĩa phụ coi con là con ruột ân nặng như núi. Con tận hiếu với nghĩa phụ cũng là việc nên làm. Con có lòng hiếu thảo này, ta rất vui. Chỉ là nguyên nhân con từ chối e là không phải như vậy. Hài nhi thật sự vì hiếu đạo mới có quyết định này, xin nghĩa phụ đừng hiểu lầm. Vậy sao? Con không phải vì chột dạ, sợ ta hại con à? Con xưa nay hết dạ trung thành, sao lại chột dạ được? Hết dạ trung thành? Nếu như con hết dạ trung thành, sao con lại khắp nơi xu khiến minh chúng đến trướng của con vậy? Nếu như con hết dạ trung thành, sao con lại mượn danh nghĩa của Bái Ngọc Nhi tiếp nhận khắp nơi cựu chúng của Hải Sa Cung? Khi ta nghe con nói, ngoài Lưu Y ra ai cũng có thể ra tay, ta đã dè chừng con rồi. Hôm nay hành động của con càng chứng minh rằng con đối với ta có lòng riêng.
con cảm thấy thế nào? Con cảm thấy bản thân yếu đi rất nhiều. Đúng vậy. Đó là vì ta đã phế hai phần công lực của con. Từ nay về sau, con không còn đủ nội lực sử dụng nhất kiếm cách thế nữa. Nghĩa phụ, con đừng trách ta. Ta làm như vậy cũng là vì tốt cho con. Con đi đi, ở đây đừng chờ ta. Dạ. Con của ta, sở dĩ ta không nhận con chính là muốn lợi dụng giả tâm hừng hực của con để thành tựu bá nghiệp của bản thân. Nếu như để con quá dựa vào ta, vì không phải là con nữa. Mọi chuyện ta làm đều vì tốt cho con. Cho dù con hận ta, thậm chí phản bội ta, ta cũng không tiếc. Ngọc Nhi, bản đồ này là thật sao? Hoàn toàn chính xác. Ngọc Nhi không dám lừa gạt minh chủ. Tốt. Vậy ngày mai ta phái người đến khiêu chiến. Cô và những người khác mai phục trong mật đạo. Chờ lúc ta điều tra được tung tích ma kiếm, cô dẫn người xông ra giết người Quý Thành, giết bọn chúng không kịp trở tay. Thiên Hành, còn có ý kiến gì không? Nghĩa phụ hùng thao đại lược, đồ nhi bội phục vô cùng. Được, vậy chuyện này cứ để Ngọc Nhi sắp xếp đi. Dạ, tuân lệnh. Minh chủ, bái kiến minh chủ. Sao bây giờ ngươi mới đến? Thuộc hạ có chuyện quan trọng xử lý, chưa thể kịp trở về cùng minh chủ bàn bạc đại sự. Xin minh chủ giáng tội. Có chuyện quan trọng gì? Thư ngân bảo của đại đương gia có món quà lớn tặng cho minh chủ, chúc minh chủ mã đáo thành công. Thuộc hạ đặc biệt mang món quà này về. Ủa, là món quà gì? Minh chủ, mời ngài xem. Louis, món quà của đại đương gia, minh chủ có hài lòng không? Đại đương gia của ngươi là có ý gì? Minh chủ không thích món quà này sao? Ta rất muốn nghe thử. Tặng lưu ý có lợi ích gì cho ta? Ý của đại đương gia là hy vọng minh chủ đối xử tốt với lưu y cô nương. Tặng lưu y đến, ta biết rõ hắn có ý đồ gì. Hắn dụ Yến Tàn Phong đến đây tàn sát với ta. Cái ta muốn là Lăng Kiếm Thành là ma kiếm, không phải Yến Tàn Phong đến đây tàn sát. Có hiểu không? Minh chủ, vậy Yến Tàn Phong đã xuất phát tới Chí Tôn Minh, chúng ta nên xử lý thế nào? Lập tức xuất phát đến Lăng Kiếm Thành, đánh bắt Yến Tàn Phong để hắn phải vô hụt. Chờ hắn trở về Lăng Kiếm Thành, ta đã là đảo khách thành chủ. Xem ra chúng ta đã đến trễ một bước. Sợ cái gì chứ, chúng ta vào trong xem thử thì biết. Người đến thân phận chưa rõ, nhớ cẩn thận. Đi. Uống đi. Ngon ngon. Tào Phong, sao hai người lại đến đây? Như tiền bối, sao người lại ở đây? Phải đó, chuyện này là sao vậy? Bọn họ là ai? Bọn họ là cao thủ đứng nhất nhì trong giang hồ. Do tiền bối, sao tôi cảm thấy họ đều là nhân vật Tào phái? Nè. Cái gì mà tà phái chính phái? Chúng ta đều là người không tuân theo lễ giáo, không quan tâm. Nhưng mà bọn họ
bị quan Ngự Thiên áp bức đã lâu, trước giờ không phục. Lần này nghe nói quan Ngự Thiên điều động binh mã công đánh Lăng Kiếm Thành, hey, bọn họ thừa cơ xông vào chiếm lĩnh Chí Tôn Minh, hey, hạ quan phong của quan Ngự Thiên. Tiền bối, người vừa nói quan Ngự Thiên muốn công đánh Lăng Kiếm Thành. Phải. Vậy quan Ngự Thiên xuất phát vào lúc nào? Giờ ngọ hôm qua. Lâu như vậy, người có thấy Lưu Y không? Lưu Y? Phải đó, Lưu Y bị người của Chí Tôn Minh bắt đi rồi. Ta không nhìn thấy. Nguy rồi, chắc chắn bị quan Ngự Thiên dẫn đi để uy hiếp hai người đó. Không nên chậm trễ Tài Phong, chúng ta mau đuổi theo. Khoan đã, nhắc đến Lưu Y ta cũng nhớ đến đồ đệ của mình Vô Tâm. Tiêu Vô Lan, nghe nói hai đứa đã thành thân rồi, sao hả? Vô Tâm bây giờ khỏe hay không vậy hả? Tiền bối,